chạy đi, tập trung chạy đi. Bình thường con, bình tĩnh đi. Thế nào cũng té à, yên tâm đi. Bên kia rồi kìa. Rồi Tiên giỏi quá rồi. Rồi Tiên qua tới bên kia đi đi tí đi đi con. Từ từ đâu em bụng đi nha.
quá. Đi đi xe đạp không? Đi xe đạp được không? Na bò chứ Na có đi đâu. Người ta đi còn Na bò. Bay bò luôn. Pin đang chạy xe đạp kìa. Ô, ngã rớt bây giờ. Rồi Na qua tới bờ bên kia rồi. Giỏi quá rồi. Leo lên tí. Yeah. Giờ đi lại. Mẹ nghĩ con đạp liên tục quá chứ đừng có dừng. Con dừng vậy. Con phải đạp liên tục đó. Trơn quá. Đạp liên tục quá Vin ơi.